Thưa quý vị và các bạn, con người là động lực quan trọng cho sự thành công và thịnh vượng của mỗi quốc gia. Việc cung cấp các đánh giá chính xác và đáng tin cậy về nguồn vốn này ở phạm vi quốc gia và các cấp hành chính nhỏ hơn có giá trị đặc biệt quan trọng đối với các quyết định dựa trên bằng chứng của các nhà lập chính sách, các nhà quản lý, các học giả, các nhà nghiên cứu và mọi tầng lớp nhân dân. Do đó, Tổng điều tra dân số và nhà ở đã trở thành một cuộc điều tra quy mô lớn nhất được hầu hết các quốc gia thực hiện liên tục, định kỳ với chu kỳ 10 năm một lần hoặc 5 năm một lần. Vậy, Tổng điều tra dân số và nhà ở có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi quốc gia? Tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn cầu đã và đang được thực hiện như thế nào? Và Việt Nam có thể tham khảo được gì từ kinh nghiệm của quốc tế trong vấn đề này? Để giải đáp những vấn đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước hết mời quý vị và các bạn hãy cùng hai vị khách mời theo dõi một đoạn băng tổng hợp sau đây. Tổng điều tra dân số và nhà ở là cuộc điều tra có lịch sử lâu đời nhất được biết đến trong lịch sử loài người. Đến giữa thế kỷ thứ 20, tổng điều tra dân số và nhà ở mới trở nên phổ biến và được hầu hết các quốc gia trên thế giới thực hiện theo một số nguyên tắc và khuyến nghị chung của các cơ quan Liên Hợp Quốc. Ở Việt Nam, cuộc tổng điều tra dân số lần đầu tiên được tiến hành trên cả nước vào tháng 10 năm 1979. Sau đó, cứ 10 năm một lần, Việt Nam lại tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã tiến hành thành công 5 cuộc tổng điều tra dân số vào các năm 1979, 1989, 1999, 2009 và 2019. Trong kỳ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cuộc tổng điều tra đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đó không chỉ là sự kiện, nhiệm vụ mang dấu ấn của riêng ngành thống kê, mà còn là nhiệm vụ và thành tựu của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận được những cái sự hướng dẫn, những cái sự chỉ đạo phổ biến các cái tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, cũng như là những cái hướng dẫn cụ thể của Tổng cục Thống kê. Thế rồi là chúng tôi có cái sự phối hợp thường xuyên, có thiết lập những cái đường dây gọi là đường dây nóng để có thể trao đổi với nhau thường xuyên, có cái đầu mối với nhau để xử lý ngay những cái tình huống mà thấy nó có thể cần phải tham khảo ý kiến. Nhiều tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới đã đến Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, qua đó nâng cao vị thế của thống kê Việt Nam nói riêng và của quốc gia nói chung. Dựa vào kết quả tổng điều tra dân số, nhiều phân tích chuyên sâu đã được thực hiện, góp phần cung cấp các bằng chứng quan trọng cho việc đánh giá và xây dựng các chương trình mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đó, là cái cuộc tổng điều tra mà lần đầu tiên ngành thống kê ứng dụng công nghệ thông tin. Và đây cũng là cái cuộc tổng điều tra có thể có quy mô lớn nhất trong tất cả các cuộc tổng điều tra từ trước đến nay. Ngành thống kê đã ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn. Với ứng dụng công nghệ thông tin như thế và với cái triển khai tất cả các công đoạn của tổng điều tra một cách nghiêm túc, đúng quy trình, đúng theo phương án, cho nên cái tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã đạt được một số kết quả rất quan trọng. Cái thứ nhất đó là cái thời gian thu thập thông tin đã được rút ngắn và hoàn thành đúng cái kế hoạch. Thứ hai là quá trình vì do ứng dụng công nghệ thông tin trên quá trình thu thập thông tin cũng là cái quá trình mà cái cơ sở dữ liệu đã được hình thành ở trên server, cho nên cái cơ sở dữ liệu tổng điều tra đã được hình thành, cho nên rút ngắn được cái thời gian công bố. Đặc biệt, số liệu của tổng điều tra dân số năm 2019 đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Trong đó, số liệu dân số, nhà ở, điều kiện sống của hộ dân cư làm cơ sở để đánh giá chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025. Kết quả tổng điều tra dân số năm 2019 đã kịp thời cung cấp thông tin cần thiết để tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở nước ta. Vâng, thưa bà Nguyễn Thị Hương, xin bà cho biết mục đích của Tổng điều tra dân số và nhà ở của Việt Nam và bà có thể nhấn mạnh thêm những ý nghĩa quan trọng của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ạ. Vâng, con người là vốn quý nhất, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia. Vì vậy, Tổng điều tra dân số sẽ cung cấp những cái thông tin hết sức là chính xác và
đầy đủ về cái vốn quý con người này. Và tổng điều tra dân số thì sẽ giúp chúng ta trả lời các câu hỏi như là chúng ta có bao nhiêu người, chúng ta là ai, chúng ta sinh sống ở đâu. Đây chính là những cái thông tin hết sức là quý báu cho việc để xác định số lượng cũng như chất lượng về nguồn lực con người ở mỗi quốc gia. Ngay từ năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có những cái bài phát biểu tại Tổng điều tra lần đầu tiên ở Việt Nam, ở miền Bắc. Tôi xin phép được đọc đầy đủ một cái thông tin giải thích mà bác đã giải thích cặn kẽ trong bài viết vì sao cần phải tiến hành tổng điều tra dân số, đăng trên báo Nhân dân số 2173 ngày 29 tháng 12 năm 1960 như sau. Đảng và chính phủ đang lãnh đạo miền Bắc nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, đang ra sức phát triển kinh tế văn hóa nhằm mục đích không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Muốn nâng cao đời sống của nhân dân thì phải biết rõ có bao nhiêu người để đặt ra kế hoạch cho đúng. Ví dụ về mặt thì cần chuẩn bị bao nhiêu vải, gạo, đường, thịt. Về văn hóa thì phải chuẩn bị bao nhiêu sách vở, báo chí, phim ảnh. Về sức khỏe thì cần phải biết rõ bao nhiêu thuốc men, nhà thương, thầy thuốc. Về lao động thì cần phải biết rõ ai có nghề gì để phân phối công việc làm cho đúng với tài năng của mỗi người. Cách giải thích hết sức cụ thể, dễ hiểu đã toát lên toàn bộ những cái ý nghĩa, mục đích, vai trò quan trọng của tổng điều tra dân số. Và kể từ khi đất nước thống nhất thì Việt Nam đã thực hiện thành công 5 cuộc tổng điều tra dân số: năm 1979, năm 1989, năm 1999, năm 2019. Và kết quả tổng điều tra thì đã góp phần rất là quan trọng, trước hết là trong việc xác định chính xác quy mô của dân số, làm cơ sở để phân bổ các nguồn lực ở cấp quốc gia và ở từng địa phương, và cung cấp những cái bằng chứng quan trọng về đặc điểm nhân khẩu học của dân số, và cũng bổ sung những dữ liệu quan trọng trong dự báo, đảm bảo các mục tiêu phát triển và ổn định đời sống của nhân dân. Riêng đối với tổng điều tra dân số năm 2019 thì cũng có những cái vai trò hết sức quan trọng. Trước hết là cuộc tổng điều tra đã ứng dụng tối đa công nghệ thông tin ở tất cả các khâu và đã rút ngắn được thời gian, nguồn lực và kinh phí cho cuộc tổng điều tra, và cũng đã công bố sớm hơn một năm so với dự kiến. Và kết quả tổng điều tra thì giúp cho chúng ta xây dựng đường lối trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của giai đoạn 2021-2030, và cũng đã cung cấp những cái thông tin để phục vụ cho sự thành công của cuộc tổng tuyển cử, của cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo bà Nguyễn Thị Hương thì cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở có ý nghĩa rất là quan trọng ạ. Vậy thì tôi muốn hỏi bà Kitara ạ. Được biết UNFPA là cơ quan hàng đầu của Liên Hợp Quốc cung cấp hỗ trợ cho các cuộc điều tra dân số, nhà ở trên toàn cầu. Vậy thì xin bà cho biết là tổng điều tra dân số và nhà ở chu kỳ 2020 trên toàn cầu đã và đang được thực hiện như thế nào ạ? Most countries in the world, phần lớn các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đều tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở trong giai đoạn 2020. Rất ít quốc gia không thực hiện được hoặc không thể thực hiện được do chiến tranh hay do xung đột nội bộ. Phần lớn các quốc gia đều có một cuộc tổng điều tra dân số trong thời kỳ này. Các quốc gia khi tiến hành cuộc tổng điều tra thì họ tiến hành theo chu kỳ 10 năm, một số quốc gia còn tiến hành theo chu kỳ ngắn hơn là 5 năm. Những quốc gia triển khai 5 năm chẳng hạn như Canada, Nhật Bản, Ireland và một số quốc gia thậm chí là năm nào cũng tổ chức một cuộc tổng điều tra dân số như là Pháp, Phần Lan, Italia hay là Thụy Sĩ.
Năm 2015, chương trình Tổng điều tra dân số của thế giới được Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc thông qua và chương trình này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng những dữ liệu từ Tổng điều tra dân số để phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách, cũng như làm thế nào để có những dữ liệu phân tổ để có thể phân tích kỹ hơn về dân số và Tổng điều tra dân số, tạo ra một cái khung để những cuộc điều tra khác mà các quốc gia có thể sử dụng. Năm 2017, các quốc gia trên thế giới đã tái khẳng định lại nguyên tắc và những khuyến nghị cho các cuộc tổng điều tra dân số, trong đó nhấn mạnh việc phải đếm được tất cả các cá nhân trong một quốc gia. Tính phổ quát là nguyên tắc thứ hai, nói cách khác là qua một cuộc tổng điều tra không chỉ là đếm tất cả mọi người, mà đếm tất cả các vùng. Nguyên tắc nữa là nguyên tắc đồng thời, nghĩa là tổng điều tra phải đếm mọi người ở cùng một thời điểm trong một khoảng thời gian của cuộc tổng điều tra. Thứ ba là tính chu kỳ. Một cuộc tổng điều tra phải được tiến hành theo chu kỳ 5 năm hoặc 10 năm và có một giai đoạn lặp đi lặp lại. Đó là những nguyên tắc rất cơ bản được nhấn mạnh trên toàn cầu, khẳng định lại tầm quan trọng của một cuộc tổng điều tra dân số. Thưa bà, là bà đã đề cập rằng tổng điều tra dân số và nhà ở đã được thực hiện trên toàn cầu. Vậy dạng thức của các cuộc tổng điều tra này có giống nhau hay không? Và các loại hình điều tra dân số đang được tiến hành cho đến nay là gì? Trên thực tế thì không phải là giống nhau. Có 3 hình thức tổng điều tra dân số chính được triển khai trên thế giới. Thứ nhất là mô hình truyền thống, tức là mô hình đếm toàn bộ tất cả mọi người ở trong dân số. Và Việt Nam đã triển khai theo mô hình này trong 5 cuộc tổng điều tra dân số vừa qua. Khoảng 71,8% các quốc gia trên thế giới vẫn đang triển khai mô hình này, gọi là mô hình truyền thống, trong đó có Mỹ, Anh, nhiều quốc gia, ASEAN, Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Mexico. Như vậy là phần lớn các quốc gia trên thế giới hiện nay vẫn đang triển khai mô hình tổng điều tra theo lối truyền thống. Mô hình thứ hai gọi là mô hình điều tra dựa trên hệ thống đăng ký. Đây là một hình thức tổng điều tra dân số mới và đầu tiên Đan Mạch triển khai vào năm 81. Hiện nay chỉ có khoảng 11% quốc gia trên thế giới sử dụng mô hình này. Nó chủ yếu dựa vào các dữ liệu đăng ký hành chính các quốc gia đã sẵn có. Nhưng hình thức này đòi hỏi hệ thống đăng ký phải được phát triển rất chi tiết và đủ khả năng cung cấp dữ liệu đáng tin cậy. Loại thứ ba là mô hình hỗn hợp, tức là hỗn hợp giữa loại hình tổng điều tra truyền thống và mô hình dựa trên hệ thống đăng ký. Hiện có khoảng 9% các quốc gia trên thế giới triển khai theo mô hình này, bao gồm Đức, Italia, Úc, Luxembourg và Singapore. Vâng ạ, rõ ràng là có rất nhiều loại hình tổng điều tra dân số và nhà ở, đúng không ạ? Vâng, thưa bà Nguyễn Thị Hương ạ, năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở có ứng dụng công nghệ thông tin tại khâu của tổng điều tra. Vậy thì xin bà có thể chia sẻ những kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng điều tra năm 2019 ạ? Vâng ạ, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Việt Nam đã ứng dụng tối đa công nghệ thông tin ở tất cả các khâu trong quá trình thực hiện tổng điều tra. Và kinh nghiệm và kết quả của cuộc điều tra này cũng đã được các tổ chức quốc tế và các cơ quan thống kê quốc gia ở khu vực và trên thế giới đánh giá cũng rất cao. Và cũng nhiều quốc gia thì cũng có cái học tập kinh nghiệm trực tiếp và trực tuyến với cơ quan thống kê của Việt Nam. Và để đạt được cái kết quả này thì trước hết thì chúng ta phải nói đến cái quyết tâm rất là cao của Ban Chỉ đạo Trung ương. Và khi đó thì Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là trưởng Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo là chúng ta phải quyết tâm thay đổi và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin. Với cái sự quan tâm của các cấp và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì Tổng cục Thống kê là cơ quan chủ trì thường trực chỉ đạo thực hiện về mặt kỹ thuật cũng đã học tập và nghiên cứu kinh nghiệm của thế giới. Tuy nhiên thì Ai Cập là một quốc gia cũng đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trước đó, thì với cái kinh phí cũng rất là lớn và với các cái nguồn lực mà có thể gọi là chúng ta không thể đáp ứng được. Tuy nhiên thì với cái sự linh hoạt sáng tạo, đó chính là việc đưa ra ý tưởng và thực hiện được cái ý tưởng là thuê thiết bị di động của các điều tra viên. Chúng ta đã tiết kiệm
được hàng trăm tỷ và chúng ta cũng khai thác được mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào tổng điều tra. Các cái ban chỉ đạo các cấp của các bộ ngành và của địa phương cũng quyết tâm rất cao để hỗ trợ cho tổng điều tra trong việc sử dụng các cái phương tiện thiết bị và đảm bảo an toàn an ninh hệ thống, đặc biệt là Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã hỗ trợ cho chúng tôi kể cả là tin nhắn, rồi là kể cả là cái gọi là an toàn an ninh mạng và các cái hoạt động về mặt kỹ thuật. Đây có thể nói là sự vào cuộc rất quyết liệt của toàn đảng, toàn dân đối với cuộc điều tra lớn và quan trọng này. Thành công, kinh nghiệm đầu tiên đó chính là quyết tâm đổi mới và sự vào cuộc của tất cả hệ thống. Và kinh nghiệm tiếp theo thì phải nói là chúng ta đã phải có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật, về hạ tầng, kể cả là hạ tầng thông tin cũng như là các cái hạ tầng khác, ví dụ như là kiến thức, trang bị, trình độ cũng như là thử nghiệm trên thực địa, kết nối giữa các bộ ngành và các địa phương, các cái ban chỉ đạo các cấp như thế nào để chúng ta có thể thông suốt được thông tin trong cái quá trình thử nghiệm điều tra, cũng là một cái điểm mà có thể gọi là rút kinh nghiệm cho các kỳ điều tra tiếp theo rất là quý. Và cái thứ ba là phải nói là chúng ta cũng đã được sự hỗ trợ rất là quý báu, đặc biệt của UNPA, chỗ chị Naomi ở đây, là những người mà đồng hành cùng với chúng tôi trong tổng điều tra ngay từ khi xây dựng bảng hỏi, các cái kỹ thuật về chuyên môn, thống kê, cũng như là việc mà ứng dụng các cái công nghệ, các cái kỹ thuật chuyên sâu để biên soạn kết quả đầu ra của tổng điều tra. Như vậy là với cái sự đồng lòng, đồng thuận ở trong nước và sự hỗ trợ của quốc tế thì cuộc tổng điều tra cũng đã hoàn thành trước tiến độ 1 năm, báo cáo kết quả trước 1 năm và cũng đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng với cái hiệu quả và minh bạch số liệu cũng như là các cái thông tin được quốc tế và trong nước đánh giá rất cao và tin tưởng sử dụng số liệu. Thưa bà Kitara, bà có thể cho biết UNFPA Việt Nam đã có những hỗ trợ gì về mặt kỹ thuật để giúp Việt Nam thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019? Yes, UNFPA is very honored. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam rất vinh dự được là một phần trong tất cả các cuộc tổng điều tra dân số mà Việt Nam đã tiến hành trong những năm qua. Cuộc điều tra gần nhất năm 2019 là cuộc điều tra thứ 5 mà chúng tôi đã hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê trong tất cả các bước của quá trình tổng điều tra. Trong cuộc tổng điều tra vừa rồi, có một số những thay đổi rất lớn mà chúng tôi đã cùng nhau triển khai và có những kết quả tích cực. Thứ nhất, như bà Hương vừa nêu, chúng tôi sử dụng công nghệ thông tin rất tiên tiến trong suốt quá trình tổng điều tra và thay đổi này đã tăng tốc quá trình thực hiện tổng điều tra của Việt Nam. Từ thời điểm kết thúc tổng điều tra cho đến khi chúng tôi có được báo cáo cuối cùng chỉ mất có 7 tháng. Đây là một kỷ lục về mặt thời gian, ngay cả với tiêu chuẩn toàn cầu. Bằng việc sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến, chúng tôi cũng đã giảm lỗi con người trong quá trình xử lý dữ liệu. Đó là thay đổi đầu tiên. Điểm thứ hai liên quan đến vấn đề phương pháp tiến hành tổng điều tra, phương pháp thiết kế các bảng hỏi hay làm thế nào để xác minh dữ liệu, xác minh các lỗi logic, chúng tôi sử dụng công nghệ để hỗ trợ những hoạt động đó. Một điểm nữa là cuộc tổng điều tra vừa rồi có một ưu điểm là dữ liệu được giới thiệu dưới hình thức rất thân thiện, ví dụ như dưới dạng infographic, video hay các câu chuyện cụ thể. Và chúng tôi có xây dựng một trung tâm dữ liệu, nhờ đó mà mọi người dân đều có thể tìm hiểu ý nghĩa của các dữ liệu, các thông tin về dân số thay vì những con số khô khan. Đó là những yếu tố mới mà chúng tôi triển khai cùng với Tổng cục Thống kê trong cuộc tổng điều tra vừa rồi. Thực sự kinh nghiệm của Việt Nam được nhiều nước trên thế giới coi như là một trong những điển hình, và Hội đồng Thống kê khu vực đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi tiên phong trong việc định hình phương pháp thống kê mới trong cuộc tổng điều tra dân số. Thưa bà, xin bà có thể cho biết là hiện nay các quốc gia có hệ thống dữ liệu hành chính tốt trên thế giới tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở như thế nào? Right. So as I said before, most countries conduct population housing census. Như tôi đã nói, phần lớn các quốc gia đều vẫn đang triển khai tổng điều tra dân số theo mô hình truyền thống.
Một số quốc gia, một số ít thôi, khoảng 10% sử dụng mô hình điều tra dân số theo mô hình dựa trên hệ thống đăng ký. Nhưng như tôi đã nói thì điều quan trọng là nếu mô hình này hay theo mô hình nào đi nữa, thì tất cả những nguyên tắc căn bản của vấn đề tổng điều tra đều phải được tuân thủ, gồm có đếm được tất cả những người trong cả nước. Tính phổ biến tức là không phải chỉ đếm từng người mà còn đếm tất cả các khu vực trong cả nước. Tính đồng thời, nói cách khác là mọi người phải được đếm gần như vào cùng một thời điểm để đảm bảo sự công bằng và minh bạch. Điểm thứ tư là tính định kỳ, tức là nói cách khác, chúng ta phải làm thế nào lặp lại được chu kỳ tổng điều tra một cách đều đặn qua từng chu kỳ một. Chúng ta phải đảm bảo được tất cả những nguyên tắc đó ngay khi chúng ta triển khai mô hình dựa trên hệ thống đăng ký. Và hiện nay, ngay cả những quốc gia dựa trên hệ thống đăng ký thì chủ yếu là những nước mà dân số của họ khá nhỏ và về cơ bản hệ thống đăng ký của họ cũng đã rất hiện đại thì mới làm như thế được. Thưa bà Nguyễn Thị Hương, Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển công nghệ số mạnh mẽ và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và một số cơ sở dữ liệu khác cũng đã được xây dựng và đang hoàn thiện. Vậy Việt Nam có hướng tới khai thác các nguồn dữ liệu này để phục vụ cho tổng điều tra dân số và nhà ở như thế nào? Vâng, khai thác dữ liệu hành chính cho hoạt động sản xuất thông tin thống kê là xu hướng ở trên thế giới và Tổng cục Thống kê cũng sẽ tiến hành nghiên cứu để ứng dụng tối đa thông tin từ hồ sơ hành chính cho việc biên soạn các cái báo cáo thống kê, không chỉ trong tổng điều tra dân số mà tất cả các cái báo cáo thống kê nói chung. Và cơ sở dữ liệu về dân cư thì cũng là một nguồn thông tin hết sức quan trọng mà cơ quan thống kê đang tiếp cận và đề xuất để phục vụ khai thác cho việc mô tả các cái đặc tính về dân cư của Việt Nam. Tuy nhiên thì như tôi đã thưa, tổng điều tra dân số là phải theo các cái quy định và tiêu chuẩn của thế giới. Những cái hồ sơ hành chính, dữ liệu hành chính thì có những cái góc quan sát dựa trên những cái quy định về pháp lý, quy định pháp luật cũng như quy định về hành chính. Nếu mà đáp ứng được tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ. Còn nếu mà chưa đáp ứng được thì vẫn phải tiến hành điều tra để bổ sung, đảm bảo cái sự so sánh quốc tế, đảm bảo cái định tiêu chuẩn về kỹ thuật và so sánh quốc tế. Đây là một trong những cái điểm mà tất cả các nước trên thế giới đều phải đáp ứng được cái yêu cầu về việc đếm dân số theo tiêu chuẩn chung của thế giới. Bên cạnh đó thì tất cả các cái dữ liệu khác liên quan đến con người như về y tế, về giáo dục, về các cái điều kiện sống cũng cần phải được bổ sung. Vì vậy mà bằng các cách khác nhau và kết nối với các bộ ngành, chúng tôi cũng sẽ cố gắng cập nhật đầy đủ những cái thông tin về con người với các cái góc nhìn, với các cái cách tiếp cận khác nhau. Và những cái thông tin nhạy cảm, những cái thông tin mà cần phải được tiến hành điều tra thì Tổng cục Thống kê sẽ đề xuất để tiến hành cuộc điều tra trên quan điểm là khai thác tối đa dữ liệu sẵn có và chỉ tiến hành điều tra những thông tin mà chưa có và cần phải được tiến hành thu thập trong cái thời gian tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích vừa rồi của hai vị khách mời, có thể thấy rằng là tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở là ưu tiên hàng đầu của hoạt động thống kê tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trên thực tế, nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới với hệ thống cơ sở dữ liệu hành chính về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoàn hảo từ hàng thập kỷ nay vẫn thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở định kỳ nhằm phục vụ cho việc hoạch định các chính sách an sinh, phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những ví dụ cụ thể. Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Mỹ được thực hiện theo tần suất 10 năm một lần và được quy định trong hiến pháp. Kết quả điều tra dân số được dùng để phân bổ ngân quỹ cho các chương trình chính phủ. Cuộc tổng điều tra dân số được tiến hành bởi cơ quan tổng điều tra Mỹ. Cuộc tổng điều tra đầu tiên được thực hiện kể từ sau cách mạng Mỹ là tổng điều tra năm 1790. Từ đó đến nay, Mỹ đã thực hiện 24 cuộc tổng điều tra dân số. Cuộc tổng điều tra dân số gần nhất được tiến hành vào năm 2020.
tổng điều tra dân số và nhà ở của Nhật Bản được thực hiện 5 năm một lần. Cuộc tổng điều tra đầu tiên được thực hiện vào năm 1920. Cuộc tổng điều tra gần đây nhất được thực hiện vào tháng 10 năm 2020. Đối tượng của điều tra dân số là những người đã hoặc sẽ sống ở Nhật Bản từ 3 tháng trở lên, không phân biệt quốc tịch. Nội dung trả lời sẽ chỉ được sử dụng cho công tác thống kê và không sử dụng cho các mục đích khác như quản lý xuất nhập cảnh hoặc điều tra của cảnh sát. Kết quả điều tra được sử dụng vào việc lập chính sách phát triển giúp tất cả mọi người, kể cả công dân nước ngoài đang cư trú ở Nhật Bản, sống tốt hơn. Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Trung Quốc được tiến hành 10 năm một lần và được quy định trong luật thống kê năm 1983 và sửa đổi vào năm 2009. Tổng điều tra dân số đầu tiên của nước này được thực hiện vào năm 1953. Đến nay, Trung Quốc đã thực hiện được 7 cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở. Tổng điều tra được thực hiện nhằm mục đích thu thập thông tin toàn diện về số lượng, cơ cấu, phân bố và các khía cạnh khác của dân số Trung Quốc để cung cấp thông tin thống kê chính xác, hỗ trợ cho việc hoàn thiện chính sách và chiến lược phát triển dân số của Trung Quốc, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội và tiến bộ của sự phát triển kinh tế chất lượng cao. Vâng. Qua phần tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là tổng điều tra dân số và nhà ở được hầu hết các quốc gia thực hiện liên tục và định kỳ với chu kỳ 10 năm một lần. Vậy thì thưa bà Nami Kitahara, xin bà cho biết là định hướng tổng điều tra dân số và nhà ở của toàn cầu chu kỳ 2030 thì được diễn ra như thế nào ạ? So the next round of census in 2030. Chu kỳ sắp tới là chu kỳ 2030 và phần lớn các quốc gia vẫn sẽ tiếp tục sử dụng mô hình tổng điều tra dân số truyền thống. Nhưng một số quốc gia sẽ có những cách tiếp cận triển khai khác nhau để hiện đại hóa tổng điều tra, ví dụ sử dụng công nghệ thông tin như Việt Nam đã làm. Chắc chắn về cơ bản các quốc gia đều sẽ triển khai theo mô hình này. Và tất cả mọi người đều muốn giảm chi phí của cuộc tổng điều tra thông qua các công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây sẽ là một đặc điểm chính mà chúng ta dự kiến sẽ thấy trong các cuộc tổng điều tra của chu kỳ sắp tới. Và về cơ bản, như tôi đã nói, khi triển khai các biện pháp hiện đại hóa thì không được xâm phạm hay vi phạm những nguyên tắc của tổng điều tra. Về cơ bản, chúng tôi thấy phần lớn các quốc gia, bao gồm những quốc gia phát triển và những quốc gia đang phát triển, đều sử dụng mô hình truyền thống, nhưng kết hợp với việc hiện đại hóa những công nghệ của cuộc tổng điều tra. Thưa bà Nguyễn Thị Hương ạ, về phía Việt Nam thì chúng ta có thể tham khảo được những kinh nghiệm gì từ thế giới trong vấn đề này? Vâng, như tôi đã trao đổi thì khai thác dữ liệu hành chính là xu hướng và Việt Nam đã và đang triển khai để thực hiện tổng điều tra dân số nói riêng và các cái thông tin phục vụ cho báo cáo thống kê nói chung. Bên cạnh đó thì ứng dụng khoa học công nghệ trong thu thập, xử lý và công bố thông tin cũng là một trong những cái điểm mà Tổng cục Thống kê sẽ phải tăng cường để giảm thiểu cái nguồn lực và có thể tường minh nguồn thông tin từ thu thập đến việc xử lý và chia sẻ dữ liệu và rút ngắn cái thời gian cũng như là giảm cái nguồn lực hoặc là sự can thiệp của con người như chị Naomi đã chia sẻ. Và cái cách mà chúng ta kết nối với nhau qua các cái công cụ sẽ quyết định cái chất lượng dữ liệu, làm giàu thêm dữ liệu và có thể gọi là nhanh nhất, rõ nhất và hiệu quả nhất trong việc sử dụng nguồn thông tin sẵn có cũng như là dùng công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng lật hóa các cái nội dung để làm sao vừa bảo vệ được an toàn dữ liệu nhưng đồng thời cũng có thể khai thác được nó với cái góc độ là sử dụng cộng đồng và không can thiệp vào những cái thông tin, không xâm phạm vào thông tin cá nhân cũng như là các cái thông tin về mặt bí mật của quốc gia, của tổ chức. Thì đây là một trong những cái điểm mà cơ quan thống kê cũng sẽ bổ sung trong các vấn đề về hành lang pháp, trong các hành lang pháp lý để có thể triển khai được triệt để khai thác hồ sơ hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chia sẻ dữ liệu trong thời gian tới. Vâng ạ, rõ ràng là việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế là rất quan trọng đối với Việt Nam trong việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở ạ. Và về phía UNFPA ạ, thưa bà Nami Kitahara, bà có những khuyến nghị gì đối với Việt Nam khi tiến hành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trong thời gian tới? I understand that Vietnam is contemplating
Tôi hiểu rằng Việt Nam hiện nay đang có dự kiến những thay đổi trong vòng tổng điều tra dân số sắp tới, sử dụng hệ thống đăng ký đã có. Ví dụ có thể sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an, hay hệ thống cơ sở hành chính của Bộ Tư pháp, hay một số bộ dữ liệu khác như của Bộ Giáo dục chẳng hạn. Nhưng như tôi đã nói thì để có thể sử dụng mô hình dựa trên hệ thống đăng ký, thì hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư đó phải được xây dựng từ rất lâu và đã hoàn thiện rồi. Theo đánh giá của chúng tôi, từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì hiện nay Việt Nam vẫn còn phải đầu tư hơn nữa để có thể dựa hoàn toàn vào hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư hay hệ thống đăng ký hành chính để làm nguồn dữ liệu chính. Chúng ta cũng phải lưu ý một số đặc điểm của Việt Nam. Thứ nhất là quy mô dân số Việt Nam rất lớn, có gần 100 triệu người rồi. Đây là một quy mô dân số rất lớn. Với những quốc gia sử dụng mô hình dựa trên hệ thống đăng ký, thì về cơ bản là dân số của họ rất nhỏ, chỉ khoảng độ 10 đến 20 triệu là cùng, chứ không phải là 100 triệu. Một điểm nữa là Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội nhanh nhất trên thế giới. Và trong bối cảnh như vậy thì rất khó để Việt Nam có thể chuyển ngay sang mô hình dựa trên hệ thống đăng ký. Hơn nữa, chúng ta cũng phải lưu ý là hệ thống đăng ký quốc gia, một khi đã hình thành thì nó sẽ không linh hoạt cho việc thay đổi, bổ sung hay loại bỏ chỉ số này hay câu hỏi kia. Trong khi đó, tổng điều tra dân số thì có thể linh hoạt hơn, với bộ câu hỏi có thể điều chỉnh khi có những đặc tính dân số khác nhau theo thời gian. Quan điểm của tôi cho rằng, với những quốc gia có quy mô dân số nhỏ và hệ thống đăng ký rất hoàn thiện, thì họ có thể sử dụng hệ thống đăng ký làm công cụ chính. Còn các quốc gia khác nên sử dụng tổng điều tra dân số, vì nó rất quan trọng đối với quá trình ra quyết định. Bởi nếu không có những thông tin quan trọng, thông tin nền tảng của cuộc tổng điều tra, thì chúng ta sẽ không thể đưa ra các quyết định có hiệu quả được. Cho nên chúng tôi đặc biệt khuyến nghị Việt Nam tiếp tục triển khai mô hình tổng điều tra dân số theo lối truyền thống, nhưng kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chúng ta có thể giảm bớt chi phí cũng như những vấn đề khác. Việt Nam cũng có thể bắt đầu thử nghiệm những giải pháp khác nhưng vẫn đảm bảo không vi phạm những nguyên tắc của tổng điều tra dân số như tôi đã nói. Chúng ta sẽ hiện đại hóa cách thức điều tra, giảm bớt chi phí nhưng không xâm phạm được những nguyên tắc cơ bản. Để làm điều đó thì chúng ta phải có sự điều chỉnh một cách thận trọng, cẩn thận, vừa đi vừa tìm hiểu chi tiết trước khi có những triển khai thực sự. Vâng, rất cảm ơn hai vị khách mời về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong luật thống kê với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. Tổng điều tra dân số và nhà ở của Việt Nam là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong luật thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước cũng như phục vụ nhiều mục đích nghiên cứu khác. Và tổ chức thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở còn được coi là niềm tự hào dân tộc của nhiều quốc gia. Và xin cảm ơn một lần nữa hai vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thank you again for your time with us today. Và đến đây, chương trình của chúng tôi xin được khép lại và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.